ạ. Và nó sẽ có ba cái chuyển động, ba kiểu chuyển động của thị trường, đó là tăng, đi ngang và giảm. Thì ba cái chuyển động của thị trường này sinh ra bốn cái động thái của thị trường, đó là tăng đi ngang tăng, giảm đi ngang giảm, giảm đi ngang tăng và tăng đi ngang giảm. Ok đó. Và những cái vùng demand mạnh thì chúng ta có thể dùng lệnh limit, còn những vùng yếu thì chúng ta phải đợi để sử dụng confirmation để xác nhận. Ok, đây là tóm tắt cái đoạn đầu như thế này rồi. Thì với những cái động thái thị trường này thì chúng ta sẽ đợi nó giao dịch như thế nào? Được. Thì đây, ok, với một cái thị trường tăng đi ngang và tăng đi, ok. Đó. Thì như thế này, thì mình sẽ có một cái vùng bay ở đây, được chưa? Thì để giao dịch với cái vùng này thì như thế nào? Mình sẽ đợi, đợi làm sao? Đợi giá nó quay về cái vùng bay này và chúng ta mua lên, được chưa? Như buổi hôm trước mình có nói ấy, là mình sẽ đánh theo trend, được chưa? Và trend làm sao để chúng ta vẽ được một cái trend, đó là tạo ra cấu trúc của thị trường tăng là gì, đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, được chưa? Đó, thì những cái vùng bay như này này là nó giống như cái vùng ở đây, à không, bay ở đây thì hơi khó, cái này thì nó là cái vùng tăng giảm cơ. Thì để vẽ được một cái chân tăng ấy, chúng ta phải có hai cái đỉnh và hai cái đáy. Chân tăng thì đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, ý là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, mình mới vẽ được một cái chen. Và thêm một điều kiện nữa là những cái vùng cung mà này, những cái vùng cung bị phá, còn những cái vùng cầu thì giữ nguyên. Đó. Thì lúc này mình sẽ có một cái chen hợp lệ, được chưa? Tương tự với cái chen giảm mình cũng vẽ ngược lại, chen giảm thì mình vẽ đỉnh với đỉnh, mình cũng hai đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, và vùng cầu ở vùng cung giữ nguyên và vùng cầu thì bị phá. Đó, thì lúc đấy mình vẽ được một cái chen, và khi giá nó hồi về điểm thứ ba ở đây này thì có thể là sử dụng để giao dịch được. Không giao dịch, nhắc lại là không giao dịch theo chen nhé, chen chỉ để xác nhận thôi chứ không dùng để giao dịch, ok chưa? Đó, hôm buổi hôm trước ấy là mình chỉ cần là hai đỉnh hai đáy xác nhận, ok thì vẽ được một chen. Nhưng hôm nay ấy, vào cung cầu ấy là xác nhận bằng cái việc là các vùng cung bị phá và các vùng cầu giữ nguyên thì vẽ được một cái chen, thì chen này mới có tác dụng, ok chưa? Nào mọi người, ok không nào? Phần này ok không? Ok. Rồi. Đấy, thì đây là một cái tăng dừng lại và tăng tiếp, thì mình sẽ đợi nó quay về vùng bay này và mua lên. Được chưa? Rồi, cái thứ hai là tăng giảm đi. Ok, tăng và gặp bay giảm, được chưa? Thì trong trường hợp này mình sẽ đợi cái gì? Được chưa? Mình sẽ đợi giá nó quay về. À, mình sẽ đợi giá nó quay về vùng bay ở trên này và xèo xuống. Đó. Đây, mình sẽ đợi nó quay về đây và đợi nó xác nhận ở đây chẳng hạn. Và mình xeo xuống, xeo, được chưa? Đó. Tiếp theo nữa là cái động thái gì nhỉ, ngược lại với cái này đi, là mình sẽ có là một nhịp giảm xuống rồi gặp bay rồi tăng lên. Đó, rồi tăng lên như thế này thì sao? Như này mình sẽ đợi giá nó quay về đây, mình sẽ không xeo xuống nhé. Ý là khi mọi người mà mới bắt đầu học giao dịch theo cung cầu ấy
thì mình sẽ không sell xuống đây mà mình sẽ đợi giá nó về đây, nó phản ứng ở đây rồi mình mua lên, được chưa? Mình đánh theo cái cấu trúc thị trường như hôm trước có chia sẻ ấy, là chân tăng là mình chỉ đánh buy thôi và giảm thì mình chỉ sell thôi, mặc dù mình biết là cái nhịp nó hồi về mình ăn được nhưng mà mình sẽ không đánh. Để làm gì? Để giảm thiểu cái rủi ro của mình đi, được chưa? Vì thị trường nó đi thế nào, làm việc của nó, mình chỉ bắt là mình đi theo đuôi nó được đến đâu thôi, chứ mình không thể vẽ đường cho heo chạy được, được chưa? Thị trường nó là bố mẹ mà, mình chỉ là con gái thôi, bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy thôi. Chứ không có chuyện là bây giờ thanh niên bây giờ là con đặt đâu là bố mẹ phải theo đấy đâu. Đó rồi. Cái tiếp theo nữa là giảm đúng không? Giảm bây giảm đúng không? Giảm bây giảm thì mình cũng đợi nó quay về, đợi nó quay về bay, đợi nó quay về bay rồi sell xuống đó, được chưa? Và cái trường hợp là còn còn trường hợp nào không nhỉ? Vẽ hết hình như chưa hết rồi. Còn cái trường hợp nào nữa không mọi người? Thế nào? Về là tăng rồi, tăng bay tăng rồi, giảm rồi. Giảm ngang giảm. Bây giờ là giảm ngang giảm đúng không? Ok. Giảm ngang tăng. Giảm ngang tăng tương tự thì mình cũng bắt bay thôi, mình đợi nó hồi về bay và mình bay. Đó. Mình đợi nó hồi về bay và mình bay lên. Cái này hình như vừa vẽ rồi hay sao? Vừa vẽ rồi. Đấy thì mình cứ đợi nó về, ví dụ là một cái tăng bay tăng đúng không? Thì mình sẽ đợi bay lên. Đó, nếu mà giảm bay giảm thì mình đợi sell xuống. Và nếu mà giảm bay tăng thì mình đợi mua lên. Và tăng bay giảm thì mình đợi bán xuống. À đây, còn cái giảm bay giảm là mình chưa vẽ đúng không? Đây, ví dụ tăng lên, gặp bay giảm xuống. Đó, thì mình đợi nó hồi về. Hồi về bay trên này và sell xuống. Đó. Thì nó rất là dễ thôi, mình cứ nhìn cái trên này này. Đấy. Tăng thì mình mua lên, giảm thì mình bán xuống. Được chưa? Cho nó dễ hình dung. Rồi. Và đến bây giờ thì sẽ đến cái việc là cách vẽ cung cầu như nào cho đúng. Thì cái này thì mình thấy nhiều người sai này. Khi mọi người bắt đầu tiếp xúc với cung cầu thì mọi người sẽ không biết là vẽ từ đâu đúng không? Chọn cái lến gì để vẽ ra cung cầu cho đúng, đúng không? Đấy thì thứ nhất là chúng ta cần phải phân biệt lến. Phân biệt lến, được chưa? Thì chúng ta sẽ có hai loại. Một là lến cơ sở. Lến cơ sở là sao? Là lến có một cây ấy, một cây lến trong vùng cơ sở ấy, trong vùng bay ấy. Bay. Dạ. Thì đây thường là những cái gì? Là những cây lến nhỏ, ok. Những cây lến nhỏ và thân lến nó bé. Thân lến bé hoặc bằng 50% toàn bộ thân nến. Toàn bộ cây nến đi. Đoạn này có ai không hiểu không? Đây này, cây lến là nó cả một cái cây này. Đây, chiều dài. Đây, từ đây xuống đây là một
một cây nến, được chưa? Và cái vùng body ở trong này nó được gọi là thân nến. Thì mình sẽ dựa vào cái này để mình xác nhận đây là một cái một cái vùng là cây nến nhỏ hơn, có thân nhỏ hơn hay là cái thân to hơn, được chưa? Rồi thì nến cơ sở gồm những cái nến gì? Nến cơ sở thì thường có những nến gì? Đó. Nến cơ sở thì thường là những cây nến búa này, hay là sao băng này, hay là spinning top này, con xoay ấy, hay là doji hoặc là chuồn chuồn hoặc là bia mộ. Đó, đây là những cây nến cơ sở. Những cái nến này thì mọi người có thể là tự tìm hiểu nhá. Dạ, khi nào mọi người nhớ là sẽ có những cái nến như sau. Búa, nến búa. Rồi là sao băng. Đó, rồi là con xoay. Dạ, con xoay hay là doji. Gì rồi thì bia mộ hay là chuồn chuồn. Rồi rồi có một cái nến nó giống như đâu gì nữa, nhưng mà nó dán mở cửa với đóng cửa nó bằng nhau, nó giống như một cái cây chữ thập ấy, nhưng mà nó không có thân. Đấy thì nó cũng là một dạng đâu gì đặc biệt thôi. Đấy thì đây là những cái cây nến cơ sở. Khi mình gặp những cây nến này thì những cây nến đấy chính là bùng bay, được chưa? Đây, cây này nó giống như một cây con xoay, thì cả cái cây nến này mình sẽ tính nó là một vùng bay. Đó. Mình vẽ thì mình sẽ dùng cái hình chữ nhật này. Nhưng mà ai mà chưa biết đấy thì mọi người bấm vào đây, ok. Muốn chọn cái gì ấy thì bấm dấu sao vào, và sau đó là bật cái sao lên thì nó sẽ hiện cái bảng chọn nhanh của mình, thì mình sẽ chọn mình vẽ được. Thế và khi mọi người muốn đặt tên ấy, đặt tên có một cách đặt nhanh, đó là khi mình vẽ ra cái hộp rồi, ok, bấm vào đây, nó ra cái setting, được chưa? Cài đặt rồi, vào phần văn bản và điền vào đây, ví dụ là supply. Đó, mình muốn ở đâu, ở giữa, ở trên, ở dưới, kệ, đây là do mình, được chưa? Rồi, kích cỡ này, ok, mình sẽ có ở đây. Và mọi người muốn lưu lại ấy, đây, bấm vào đây, bấm vào cái bản mẫu, ok chưa? Lưu dưới dạng ví dụ là a. À, rồi thì sau này khi mọi người vẽ này, mọi người kéo ra, mọi người chọn là nó tự ra cái vùng cho mình, thì nó sẽ rất là nhanh và nó tiện, dùng bao giờ cũng được, không phải là cứ lần nào dùng lại vẽ nó mất thời gian, ok chưa? Rồi ok, đợt này không mọi người, rồi cái chữ của mình đâu hết rồi. Rồi đoạn này ok nhá. Rồi hai nữa là những cái nến mở rộng. Nến mở rộng hay là nến nến RC. RC. Có ai chưa biết nến mở rộng là gì không? À, chúng chưa biết. Nến mở rộng ấy là những cây nến lớn. Có thân lớn hơn hoặc bằng 80% toàn bộ thân nến. Toàn bộ cây nến thì cho nó dễ. Đó. Thì những cây LC ấy, đây. Đây, đây được coi là một cây LC này. Một cây to này. Đây cũng là một cây LC này. Thế thì cây xanh này cũng là một cây LC này. Được chưa? Thì những cây to ấy và râu nó ngắn hoặc không có râu nó được tính là LC. Được chưa? Cây này không được, cây này không được tính. Vì cái thân nó chỉ chiếm đến khoảng 60%, 70% thôi. Còn những cái cây nó râu rất là ngắn, hai đầu rất là ngắn thì mới được tính là LC. Đây, cây đỏ lòm này LC này. Được chưa? Thì đây là những cây nến
to và có cái phần thân nó rất là nhiều, nó chiếm lên khoảng 80% của toàn bộ cái cây nến này thì được tính là LC. Đó. Rồi. Sẽ có cái gì tiếp theo? Rồi, khi mà mình đã xác định được hai cái loại nến này, nến cơ sở và cây LC này, thì mình sẽ cách vẽ. Cách vẽ thì chúng ta sẽ luôn luôn chờ một cái cây nến đóng cửa sau vùng cơ sở. Thì thường những cây đóng cửa sau vùng cơ sở ấy, thường là những cây nến lớn, là những cây LC đấy. Được chưa? Và nếu mà vùng cơ sở mà nó có các cây nến nhỏ, những cây nến nhỏ mà so với cái thân nến ấy nó chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 50% thôi, thì lúc ấy chúng ta sẽ không vẽ được cung cầu mà chỉ vẽ được khi có một cây nến lớn đằng sau vùng mây, được chưa? Một cây LC cho nó dễ đó. Và khi chúng ta đã có một cái điều kiện như thế rồi thì chúng ta cần bao nhiêu cây nến lớn trong vùng cơ sở và nó lớn như thế nào, thì chúng ta sẽ có trong cái vùng bay của chúng ta có thể có là một hoặc hai cây nến to, một hoặc hai hoặc ba, có những nhịp rất là nhiều đó. Và độ lớn của các cây nến mở rộng này này tính từ cái vùng bay của mình thì nó phải có độ lớn là gấp ít nhất là 2 lần cái vùng bay đấy. Đây, ví dụ một vùng bay nó như thế này, chúng ta sẽ vẽ là từ, ví dụ vẽ vùng cung. Vùng cung thì chúng ta sẽ lấy phần râu cao nhất ở trên này và lấy đến thân của cái cây nến tăng cuối cùng. Thì chúng ta sẽ vẽ được một cái vùng bay của vùng cung đó. Và để xác nhận là một vùng cung nên nó có hiệu quả hay không và nó có mạnh hay không thì chúng ta làm gì? Chúng ta đo xem cái khoảng cách của cái cây LC này nó có gấp 2 lần cái này không, bằng cái việc chúng ta sẽ nhân đôi ra, chọn vào cái ô này canyon C canyon V, ok, kéo, hoặc là mọi người có thể dùng fibo để đo, cách này nó dễ nhất thì dùng, ok. Đấy, đặt vào đây, ok, hợp lý chưa, là nó đã đủ điều kiện là một cái vùng cung, được chưa? Trước mắt là vùng cung đã. Còn vùng cung mạnh ấy, một là nó đáp ứng cái tiêu chí này, hai là đáp ứng cái tiêu chí là gì, là phá vỡ cấu trúc thị trường. Như hôm qua có nói về BMS và BOS, được chưa? Rồi. Đấy, thì vùng cung chúng ta sẽ lấy từ điểm râu cao nhất đến cái thân đến cái giá mở cửa của cây nến xanh cuối cùng trong cái vùng bay đấy, được chưa? Như ở đây mình sẽ có một cái vùng bay, ok, sau vùng bay là một cây LC, được chưa? Và cây mà cái vùng bay này nó, cái vùng LC mở rộng này nó đáp ứng cái tiêu chí là có độ lớn gấp 2 lần vùng bay, ok, mình đã có một cái vùng cung rồi. Sang đến vùng cầu rồi. Vùng cầu thì gì? Đây, tương tự chúng ta sẽ vẽ lấy từ râu bên dưới, vẽ từ râu bên dưới, được chưa? Đến gì? Đến mở cửa, à mở cửa đúng rồi, có cái cây nến đỏ cuối cùng trong vùng bay, được chưa? Thì mình sẽ có một vùng như này và mình tiếp tục mình lại đo xem nó có hợp lý hay không bằng cái việc lắp cái kết ra canyon P, canyon C, canyon V, đặt lên xem nó có đủ không. Ok, đủ thì đây là một vùng cầu hợp lệ, được chưa? Đó. Và khi chúng ta đã xác định được vùng bay hợp lệ rồi ấy, thì cũng như chúng ta đặt các lệnh limit tại các vùng cung cầu ấy, thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là ví dụ nó có những cái nến cơ sở ở đây hoặc là một cái vùng như này, thì trong cái vùng bay đấy nó có bao nhiêu cây nến thì hợp lệ, được chưa? Vấn đề là có bao nhiêu cây nến thì hợp lệ đó. Thì
Chúng ta chỉ cần là từ 1 cho đến 6 cái lến tại vùng cơ sở thôi. Còn nhiều hơn thì cái vùng cung cầu đấy sẽ bị vô hiệu. Mình sẽ tìm ra một cái ví dụ, một cái vùng cung cầu nhiều lến mà bị vô hiệu. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ok. Này vẫn dính. À, không, đây. Chúng ta sẽ vẫn áp dụng cái quy tắc đầu tiên là cái dâu lến cao nhất, được chưa? Và đến giá mở cửa của cây lên xanh cuối cùng, đúng không? Thì giá nó về đây này, ok, không chạm, không hề chạm, được chưa? Cái này ấy, nó sẽ sử dụng cái cách khác chứ không phải là cung cầu. Cung cầu thì trường hợp này là bị mít kèo, được chưa? Còn trong trường hợp này là mọi người sử dụng order block là khớp lệnh. Nhưng mà mọi người nhìn đây, cái nhịp này, cái đáy cũ, ok, đáy cũ nó ở đây. Đây cũ ở đây, ví dụ đây là một cái BMS nhưng mà giá nó không xuống được đến đây mà nó bay lên rồi thì nó không được tính là một cái nhịp dập đúng theo cung cầu được. Cung cầu ấy là nó sẽ đảo ngược xu hướng, đảo ngược thì nó phải phá vỡ cái đáy này thì nó mới được tính là cái vùng mạnh được, ok chưa? Đây chỉ là một cái nhịp bắt của OB thôi, của order block thôi. Đấy, còn cung cầu ở đây là không được tính. Và khi giá nó trở về cung cầu này thì cái vùng cung cầu này bị đâm thủng luôn. Nó có xuống đây. Mọi người có thể thấy ở đây hai cái dâu hai bên đúng không? Một cái dâu quét lên, một dâu quét xuống. Ok, thì đây chính là một cái vùng CP khi mọi người zoom về những cái khung thời gian nhỏ hơn. Thì đây chính là một cái vùng CP, được chưa? Đấy thì giá nó hồi về rất là một ít thôi rồi nó đâm thủng luôn. Thì đây là cái việc là có quá nhiều vùng cung, có quá nhiều lến trong cái vùng bay đấy, được chưa? Đấy thì chúng ta chỉ cần từ 1 đến 6 lến thôi, còn quá 6 lến là chúng ta sẽ bỏ, được chưa? Đây là một cái ví dụ thôi. Còn mọi người gặp rất là nhiều những cái đoạn sideways nó đi rất là lâu và nó hình thành ra rất là nhiều lến ở đây. Mà chúng ta sử dụng những cái vùng đấy chúng ta vẽ thì nó sẽ rất là nguy hiểm khi chúng ta giao dịch. Giao dịch theo cung cầu ấy nó rất là dễ cho mọi người, là nó sẽ cho mọi người biết là entry có mọi người ở đâu và SL mọi người ở đâu. Được chưa? Như cái kinh nghiệm của mình ấy thì mình sẽ không đặt SL ở ngay trên vùng cầu này, vùng cung này. Ý là mình sẽ không đặt bằng cái giá của nó mà chúng ta sẽ đặt là chênh lên cộng speed vào, là thường là như thế đúng không? Nhưng mà với mình ấy, mình sẽ dùng cái cách là mình sẽ cộng thêm 30% của cái vùng bay này. Ví dụ đây là một vùng bay, ok, mình sẽ cộng 30% vào. Thì tính làm sao được ra 30%? Mình sẽ dùng Fibo. À, mình sẽ đo từ đầu này đến trên này. Rồi, thì mình sẽ có ở đây là gì? Mình sẽ có ở đây là cái mốc 0 chấm trừ 0.3 và 1.3. Đấy, thì để mọi người vẽ được tạo ra cái Fibo này, mọi người vào cài đặt. Rồi mọi người tắt hết đi, mọi người chỉ để 0.1 và âm 0.3, à âm âm 0.3 và 1.3 thôi. Thì nó tương ứng với 30% của hai đầu đó, thì SL mình sẽ đặt ở trên này cho an toàn đó. Đó là cách của mình. Còn ai có cách khác không? Ai có cách nào đặt SL khác cho vùng cung cầu? Đoạn này về mọi người có cách khác không? Ở đâu hết rồi? Giờ 15 đi ngủ hết rồi sao ấy nhỉ? Không có, em chưa hiểu cái đoạn vẽ lắm. Đoạn vẽ. Đoạn phi bộ ạ. Ở đấy, mình chọn cái công cụ Fibo đây.
Mình sẽ có Fibo thoái lui mở rộng, mình sẽ chọn thoái lui. Rồi thì trong cái cài đặt của Fibo ấy, mình sẽ chọn nó, mình vào cài đặt. Thì nó sẽ sinh ra cho mình những cái mốc như này. Mình sẽ tắt hết đi, mình để 0.1 thôi. Là để hai đầu Fibo và chọn cái mức 0 chấm trừ 0.3 và 1.3. Ý là nó sẽ tương ứng với mức là nó cộng thêm 30% của cái đoạn mình vẽ đấy. Đó. Như kiểu là 10 pip thì nó sẽ cộng lên thành 13 pip. Đó. Cho nó ok thì khi mình chọn này, mình vẽ. Để mình đã có một cái vùng rồi và mình muốn tìm SL ở đâu, mình muốn đặt SL ở đâu thì với cái cách của mình ấy là mình sẽ chọn, ví dụ là mình chọn chọn là đầu cũng được mà đánh cũng được, kệ, cứ trong cái hai cái mép này mình kéo Fibo ra. Đó, thì nó sẽ sinh ra, nó sẽ hiện ra cho mình là hai cái cực của cái 30%. Ví dụ với vùng cung thì mình sẽ dùng cái âm 0.3 này, ý là cái mốc ở trên. Mình tùy cách vẽ mình vẽ nhá, mình vẽ từ trên xuống hay là từ dưới lên thì mình cũng lấy hai cái mép này thôi. Với vùng cung thì mình đặt ở trên đầu này, SL trên đầu vùng cung. Còn mình vẽ vùng cầu thì mình sẽ đặt ở đáy. Vùng cầu với vẽ đâu nhỉ? Vùng cầu thì mình sẽ vẽ ở đáy. Mình sẽ lấy SL ở đáy. Đấy, anh xin là mình 30 này thì SL mình sẽ đặt ở đâu? Đặt ở đây. Đấy, cái mức dưới vùng vùng cung cầu 30%. Được chưa? Ok chưa nào? Ok anh ạ. Rồi. Và chúng ta sẽ xét đến là các loại vùng cung cầu. Ok. Các loại cung cầu. Cho hỏi thì ví dụ thuộc những cái vùng 5 6 nến đấy thì mình nếu mà mình đánh theo H1 đấy mình chuyển sang H4 để mình vẽ để cho nó rõ nến được hơn được không? Hay là Ý là cung cầu ấy nó sẽ hiệu quả cho những cái tham phim lớn. Ví dụ như H4, D1, cung tháng hoặc cung ví dụ tuần. như cái ví dụ như cái vùng lúc trước trước đấy anh vẽ cái lúc trước đấy em sẽ có 5 6 đến liền đấy. Đúng không? Ý là nếu mà cái vùng đấy nó xấu thì mình sẽ về những cái tham phim nhỏ hơn để mình xem tiếp. Nếu mà nó đẹp thì mình sẽ lấy cái tham phim nhỏ hơn đấy. Và SL ở cái tham phim to. Nhưng mà thường là mình sẽ chây, mình sẽ tìm những cái điểm, những cái cung cung cầu ấy ở những cái tham phim to, ví dụ là khung ngày, và mình về H1, H4 để mình tìm em trai đó, giống như kiểu là mình về xác nhận đấy. Nó sẽ có một cái hợp lưu nữa, hợp lưu thì sẽ chia sẻ vào buổi sau. Rồi chúng ta sẽ đi sang các loại cung cầu. Thì cung cầu chúng ta sẽ có bốn loại. Rồi, một là chúng ta sẽ có cung cầu mới hay là flat ấy, flat flat zone. Rồi, hai là chúng ta sẽ có vùng cung cầu cũ. Rồi, ba là chúng ta có vùng cung cầu phức. Cái cung cầu phức này hình như là mọi người ít được nghe thấy là đúng không? Có nhiều người là chưa biết cung cầu phức là gì đúng không? Rồi, cái thứ tư là kỵ cung cầu gốc. Đó. Rồi thì sẽ đi vào bốn cái loại này. Thì cung cầu mới là gì? Cung cầu mới chúng ta hiểu đơn giản là cái vùng cung cầu này là giá chưa chạm đến. Đó. Và chúng ta sẽ vẽ vùng cung cầu này và nhìn sang bên bên phải. Nếu mà giá chưa chạm đến cái zone đấy thì chúng ta gọi là vùng cung cầu mới. Đây. Ví dụ như đây. Nó mới tạo ra một vùng như thế này, đúng không? Và chúng ta sẽ nhìn về bên phải, kéo ra bên phải thì nó chưa, giá nó chưa chạm vào cái vùng này thì cái vùng này là vùng mới, cung mới.
đó, được chưa? Đó, tương tự như vùng cầu, à vùng vùng vùng, vùng cầu đúng không? Đây, giá nó chưa chạm đến, đúng không? Mình cứ kéo mãi, mình nhìn bên phải nó chưa chạm đến thì nó là mới. Ok. Rồi cung cầu cũ là sao? Cung cầu cũ là những cái vùng cung cầu mà giá nó đã test qua rồi. Đây, nó đã chạm vào rồi. Thì nó gọi là gì? Nó gọi là cung cầu cũ. Là giá nó đã chạm vào thì nó gọi là gọi cũ. Đó. Như ở bị bóc tem rồi ấy, là gọi là cũ. Được chưa? Rồi cung cầu phức. Cung cầu phức là gì? Cung cầu phức chúng ta hiểu đơn giản nó là một vùng cung cầu được sinh ra bởi một vùng cung cầu khác. Ấy cái này thì hơi hơi hóc tí này, để tìm xem. Ví dụ ở đây đó, mình sẽ có đây là một vùng cầu đúng không, à một vùng cung đúng không, và tiếp theo đó mình là sẽ có một cái vùng cung cầu bé nữa ở dưới này đó. Thì cái vùng dưới này nó được gọi là vùng phức, là nó được sinh ra bởi một cái vùng cầu trước nó và nó sát nhau thì nó được gọi là vùng cung cầu phức. Tương tự như vùng cầu ấy, vùng cầu mà sát nhau như thế nó cũng được gọi là vùng cầu phức, cái này là cung phức. Còn cầu mà sát nhau ý là nó lên nó chạm này, nó chạm cái vùng trên này, nó xuống nó lại tạo ra một cái vùng cầu, vùng cung mới ngay dưới nó thì nó là gọi là vùng cung cầu phức, vùng cung phức. Được chưa? Đoạn này giải thích thế có dễ hiểu không? Rồi ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có vùng cung cầu gốc. Đấy, gốc là gì? Gốc là original zone ấy. Thì vùng này được xem nào, nó được tạo ra bởi chính nó. Ý là nó không phải là hình thành sau một lần chạm vào một vùng cung cầu khác, nó giống như phức mà cái này là tự nó sinh ra cái vùng của nó và nó không trong quá khứ cả, trong quá khứ và tương lai nó chưa chạm vào thằng nào bao giờ. Nhưng mà những cái vùng như này ấy, thường nó chỉ có ở không tháng thôi. Cái này chạm mất rồi. Thì không tha. Đây, ví dụ giải thích bằng vẽ cho nó dễ. Đây. Ví dụ thị trường nó đang một nhịp tăng, ok tăng như này, và nó sinh ra cho mình một cái nhịp giảm xuống, và đây nó đã sinh ra một cái vùng, được chưa? Một vùng cung, thì chúng ta kéo về quá khứ này hoặc cái tương lai này là nó chưa bị va phạm vào cái gì cả, thì cái vùng này được gọi là vùng cung cầu gốc. Đây là cung gốc, còn nó ở dưới thì gọi là cầu gốc, được chưa? Ý là nó tự nó tạo ra nó và nó chưa chạm với thằng nào cả. Được chưa? Ok chứ không nào? Đoạn này ok không? ok Rồi. Cho nó mọi người đi ngủ hết rồi sao? Treo máy hết rồi sao? Không nghe ai trả lời cả. Buồn ghê. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nhắc đến là được sinh ra không phải do phản ứng với vùng nào. Đúng rồi, đúng rồi, chính nó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái khái niệm tiếp theo là vị trí đó, location đấy. Thì để có khả năng thắng cao nhất trong cái phương pháp giao dịch theo cung cầu ấy, thì chúng ta luôn phải ở cái vị thế là gì, là mua thấp bán cao trong một cái location. Thì chúng ta sẽ có một câu hỏi được đặt ra là như thế nào là quá cao và như thế nào là quá thấp trong location, đúng không? Đây chúng ta sẽ có như thế này, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một vùng cung, dưới này là một vùng cầu, ok thị trường nó đi như thế này. Đây, nó lên, nó xuống. Rồi nó lên. Rồi. Khi nó lên đây thì chúng ta bảo có lên giao dịch ở đây không?
chúng ta có lên mua lên không? Câu hỏi của chúng ta là khi giá nó lên đến đây rồi thì chúng ta có lên mua hay không? Nào, chúng ta có nên mua không? Ok, có ai có ý kiến khác không? Vì nó đã chạm đến vùng vùng cung của mình đâu, thì giao dịch cho cung cầu là nó chạm đến cung cầu đối diện thì mình mua lên bán xuống mà, đúng Nếu không? nếu nếu mà nó tạo ra một cái vùng cầu mới thì tụi mình sẽ mua lên thì được nhỉ? Cầu mới được mua lên. Rồi, có ai có ý kiến khác không? Khánh này hay là Trang này? Minh Ngọc này. Đấy đấy là em đấy, chào em, dùng máy không biết đổi À, tên kiểu gì, ấn thẳng vào Zoom một cái ok. là nó bị vào luôn. Ok. Đó. Trang đâu rồi? Còn nghe không? Đâu rồi? Đợi sale, ok. Cười gì mà cười to thế? Rồi. Thì khi ở đây chúng ta sẽ có một cái vùng, ví dụ như ở đây là khoảng đây. Ví dụ cái biên giao dịch của mình ở trong này nó là 100% thì ạ, và khi giá đến đây rồi thì nó là 90% đó, 90% thì nó là quá cao trong một cái nhịp tăng rồi, kể cả nó cũng sinh ra một cái cầu mới ở dưới này mình cũng không bay lên, nó quá là nguy hiểm, vì không nhất thiết là giá nó phải chạm lên cái vùng cầu của mình nó mới xuống, không nhất thiết nhé. Cái mà nó thích xả lúc nào nó xả đấy nhá, nên là mình cứ đến khoảng 90% là mình sẽ không giao dịch nữa, mình sẽ không mua nữa, mà mình sẽ đợi làm sao, mình sẽ đợi ví dụ nó có tạo cấu trúc giảm thì mình ok mình sell, mà nó lên đây nó tạo cấu trúc giảm thì mình sell chứ mình không buy lên. Tương tự như ở dưới này, ví dụ nó xuống lên đây 90% rồi thì mình sẽ không sell nữa và mình sẽ đợi nó hình thành cấu trúc. Ok, nếu mà nó phản ứng sớm, nó tạo cấu trúc tăng sớm thì mình mua. Mà không, nó về đến đây đợi nó xác nhận ở dưới này thì mua lên. Chứ không mua, không bán xuống ở cái đoạn này. Cũng như không mua lên ở cái đoạn này. Được chưa? Thì đây chúng ta gọi là chây theo vị trí. Chúng ta sẽ bắt ở những cái điểm trên này. Đấy, bắt ở những cái điểm trên này. Thì nó là đáy đỉnh rồi, thì đấy là những cái vị trí tốt nhất để mua và bán. Nhớ là mua khi giá lên 90% của cái biên cung cầu, cũng như là bán khi giá dưới 10% thì không được phép bán nữa đó. Thì khi chúng ta chạy theo cái vị trí này thì chúng ta nên để ý đến location ở tháng, tuần và ngày. Được chưa? Những cái thời gian to, thời gian lớn ấy, mình cung cầu ở những cái khung thời gian lớn ấy thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ mạnh hơn những cái vùng ví dụ là M30 hay M15. Được chưa? Đó, đó là vị trí. Thì chúng ta sẽ có 3 cách chây theo cái vị trí này. Chây theo vị trí. Được. Ok, thì thứ nhất là chúng ta sẽ chây theo xu hướng. Chây theo xu hướng của thị trường ấy, ý là structure ấy, như hôm qua ấy, là đỉnh cao hơn đáy cao hơn ấy, tăng hoặc giảm ấy, thì mình sẽ chơi theo vị trí đấy, là chơi theo xu thì tỷ lệ thắng cao. Lệ win cao. Cái thứ hai là chúng ta chơi theo location, chơi theo vị trí, chỉ một mình vị trí thôi nhé. Location thì sao? Win thấp. Win thấp. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ kết hợp cả hai cái là chơi theo xu hướng và vị trí, thì cái cách này nó đưa cho mình một cái tỷ lệ win rate cao nhất.
trong ba cách. Được chưa? Bằng win cao nhất đó. Rồi. Đấy là phần vị trí. Và tiếp theo nữa là còn một cái nữa là chúng ta sẽ xác định là vùng cung cầu nào là vùng cung cầu mạnh và yếu. Đấy ạ. Thì chúng ta khi giao dịch chúng ta với chúng ta khi giao dịch chúng ta à quên giao dịch với vô với zone mạnh ấy thì cái xác suất thành công của mình sẽ cao hơn nhiều so với những cái vùng zone yếu. Và hãy nhớ rằng là cái mục tiêu của mình ấy là không phải là cố gắng làm sao cho mọi kèo của chúng ta thắng. Tức là gì? Tức là trong cái việc trading này, chúng ta không thể tránh được những thua được. Không thể nhá. Không thể thạch tránh được nhá. Được chưa? Thì việc của chúng ta là chúng ta phải xét được những cái kèo có những cái tỷ lệ thắng cao nhất. Được chưa? Và khi chúng ta áp dụng được cái xác suất và cái quản lý vốn của mọi người ấy, thì mọi người sẽ có cái lợi rất là nhiều. Thứ nhất là loại bỏ được cái stress của mình. Thứ hai là loại bỏ được cái cảm xúc trong trading. Trading mà mọi người mang cảm xúc vào là chỉ có ra đảo thôi. Cứ thấy cao là FOMO bay lên, mà sell thì FOMO sell xuống thì đảo nó ngay trước mắt thôi. Được chưa? Thì khi chúng ta loại bỏ được những cái vấn đề đấy thì chúng ta mới thành công ở trong cái trading được. Có nhiều người bảo với mình là cứ nhìn chart là muốn vào lệnh, không thể là ngăn cái tay không vào lệnh được, mà không phân tích gì cả, cứ nhìn đấy nó lên là mình buy lên, mà nó xuống thì mình sell xuống. Ok, thì có thời gian đấy, ví dụ là cờ bạc thì người ta đãi người mới đúng không? Ok, mình cứ đánh theo tâm linh, đánh theo cảm tính một tuần ăn liên tục và ủi thị trường này dễ không, mà ai cũng bảo khó rồi ai cũng cứ mất tiền đây dễ không, một tuần x2 x3 tài khoản, nhưng mà sang tuần sau thì sao, thì còn cái nịt còn có khi còn âm cả vốn cơ đúng không đó. Nên là cái cảm xúc thăng hoa ấy, khi mình thắng nhiều lệnh liền ấy, nó là một con dao giết mình nhanh lắm. Ban đầu ấy phải bị vả nhiều và phải bị cháy nhiều và thì sau mới ngộ ra được, chứ không phải là ai với ai vào mà 1 2 tháng mà thành thành thần thánh được đâu, không có đâu đúng không Trang? Đó thì chúng ta cần phải xác định là zone mạnh zone yếu để chúng ta biết cách giao dịch. Với zone mạnh thì chúng ta làm cái gì và với zone yếu thì chúng ta làm cái gì. Không phải là zone yếu là không giao dịch được nhé, đây không phải nhé. Rồi zone mạnh, ok, thì để một vùng cung cầu có hiệu lực thì cái việc di chuyển ra khỏi cái vùng bay đấy nó phải phá vỡ cấu trúc thị trường đó. Tại sao buổi đầu tiên nó lại liên quan đến cấu trúc thị trường mà buổi đầu tiên không phải là cung cầu, nó sẽ có liên kết với nhau hết. Vùng mạnh thì lực, kể cả những cái vùng mạnh ấy nó vẫn bị hỏng, nó vẫn bị cắn SL bình thường, chứ không phải là cứ vùng mạnh là win 100% đúng không? Nếu mà vùng mạnh mà win 100% thì all in vào 1 2 lệnh nghỉ xong đúng không, nạp tỷ 2 tỷ vào all in khoảng 20 lót 50 lót xong dễ thế thì nói làm gì đúng không. Vùng mạnh thì lực khi sao nào thì lực di chuyển khỏi bay, gọi bay cho nó dễ đi. Đấy, có phá vỡ cấu trúc thị trường hay không? Thị trường hay không? Đó. Đó là cái vùng là zone mạnh. Và trong zone mạnh thì có 2 loại zone mạnh. Đó.
Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Từ từ. Một là vùng CPC, viết tắt của Portantino Continental Pattern. Nó giống như một cái vùng CP ấy, nó là một vùng CP. Nhưng mà cái vùng này phá vùng zone đối diện. Đó. Đây, đây, vùng CP phá vùng đối diện đi. Viết thì nó dễ hiểu. Ok. Đó. Thì vùng CP phá vùng đối diện nó như thế nào ở trên trạng? Mình sẽ tìm trên trạng. Đây. Này chết, mình tìm ở đâu có vậy? CP anh tiếp diễn. Con vàng này đi không có. Ok, con này là con eo. Ô, hình cái trường hợp này là mình tìm chính xác. Thôi đi. Vẽ cho mọi người dễ hình dung. Là tìm sau. Rồi. Thì nó như thế nào, ví dụ là thị trường nó đang đi trong một cái nhịp tăng đúng không, xuống đây rồi lên chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có ở đây là gì? Đây là một vùng cầu đúng không ạ? Đấy, và nó đã về đây, nó phản ứng, nó bay lên rồi đúng không? Và ở đây trong một dịp sụp mạnh này, nó sinh ra một cái CP ở đây, nó sinh ra một cái CP ở đây. Thì chúng ta nói cái vùng CP này là cái gì? Là vùng CP phá vùng cung cầu đối diện. Ý là CP phá vùng cầu. Được chưa? Nó phá vùng cầu. Và khi giá nó xuống ở đây này, và nó khi nó bắt đầu nó thoái lui về, thì chúng ta sẽ đợi sell limit ở trên này. Đây chính là cái vị trí mà chúng ta sẽ đợi sell. Sell tại CP. Thì đây là một vùng CP mạnh. Được chưa? Là nó có tính chất là gì? Là phá vùng đối diện. Đây là một CP giảm thì nó phá vùng cầu. CP tăng thì nó sẽ phá vùng cung. Được chưa? Đó. Mọi người để ý trên chart thì mọi người sẽ bắt gặp được cái này. Bây giờ đi tìm thì hơi lâu. Thế cái vùng CP này là nó ở trên vùng đáy cũ à? Đúng rồi. Nó trên cái vùng cầu cũ này thì nó mới có tính chất phá đỉnh được, phá vùng cầu được, chứ nó ở dưới thì nó phá cái gì, nó phá bằng đầm đau à? Nếu mà nó phá ở dưới đúng không, nếu mà nó không sinh ra cái vùng CP này đây thì nó phá, thì chúng ta sẽ đợi ở trên này cơ, đợi ở cái vùng cung ở trên này cơ. Thì cái cung này có tính chất là cung phá cầu đối diện. Còn nếu nó sinh ra một cái CP ở đây thì CP này là phá vùng đối diện chứ không phải là vùng trên này. Được chưa? Được chưa? Vâng. Rồi. Tiếp theo nữa, vùng thứ hai xem nào. Vùng 2 là nó giống như cái vùng 1 này, nó cũng là CP. Nhưng mà nó thêm một tính chất nữa. Nó thêm một tính chất nữa, hai là CP phá vùng đối diện và phá chen. Nó
Chen. Dạ. Cá vùng đối diện và phải chen. Nó tương tự như này. Nhưng mà chúng ta có một cái gì ở đây? Ví dụ đây. Đây đây. Ok. Thì đây là một cái cấu trúc giảm đúng không ạ? Đây là một cấu trúc giảm đúng không? Ví dụ đây là một cấu trúc giảm thì chúng ta sẽ vẽ được một cái chen. Đâu nhỉ? Cái này hình như không phải. Đây chúng ta sẽ có một cái vùng cậu ở đây không không cái trường hợp này là trường hợp cell cơ. Chúng ta sẽ có một cái nhịp giảm như thế này. Ok, giảm xuống rồi dụ hồi lên rồi đây nó tạo ra một cái vùng cầu đi đó, đây là một nhịp tăng lên được chưa, rồi giảm xuống đi lên rồi như này thì chúng ta có một cái gì ở đây. Ví dụ chúng ta có vùng cầu ở dưới này. Dạ. Rồi. Và tiếp tục ở đây chúng ta đã có một cái vùng cung. Rồi. Kể thêm một cái đoạn. Rồi. Thì đây chúng ta sẽ có một cái chân giảm và đây là một cái CP. Tương tự như cái trường hợp tăng lúc nãy thì đây là trường hợp giảm thì đây là một cái CP, tăng tiếp diễn được chưa? Ok, một cái CP tăng tiếp diễn và chúng ta sẽ có một cái chen ở đây. Ok, chen giảm thì nó đỉnh được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ có một cái vùng ở xem nào đâu đây không phải là CP nữa mà đây là vùng cầu mạnh. Cầu mạnh là nó vừa phá vỡ cái vùng cung đối diện vừa phá chen được chưa, đây là một cái nhịp phá chen này. Ok, phá chen ở đây, phá chen và phá cái vùng cầu đối diện ở vùng cung đối diện được chưa? Thì chúng ta sẽ đợi giá nó quay về, khi giá nó quay về nhé thì chúng ta sẽ bắt tại cái vùng cái vùng demand của nó ở đây và mua lên được chưa, cái này có hiểu không mọi người? Một cái thì nó là CP phá vùng đối diện, hai là vùng nó vừa phá đối diện vừa phá chen. CP cũng được nhá, nào nó sinh ra CP cũng được nhưng mà CP nó phải ở dưới này cơ, nó phải ở dưới cái chen này cơ thì mới được tính là CP phá chen, còn không đây nó là vùng cầu phá chen và phá cung đối diện được chưa? Cho anh hỏi Dạ. vùng nó mạnh như vậy đúng không, thì khi nó quay lại lần đầu tiên cái mình có mua luôn được không hay là phải đợi tín hiệu gì ở đây? Được. Vùng mạnh thì mình dùng limit mình mua luôn được chứ không cần đợi. Vùng mạnh thì mình dẫn limit luôn. Tiêu thì đem em đúng không? Cái vùng đó thì nếu mà về mới cặp tiền thì limit được, còn đánh với con chạy mạnh như BDC con vàng thì không nên. Đúng rồi, cái con đấy thì mình sẽ dùng đợi xác nhận. Nhưng mà thường ấy, ví dụ mình đã xác định là một cái vùng mạnh rồi thì chỉ cần limit thôi. Đó là cái cách để phân biệt là một cái vùng zone mạnh hay zone yếu. Còn zone yếu thì sao? Đây là về zone mạnh, chứ còn zone yếu thì sao? Zone yếu thì nó là gì? Nó là những cái vùng zone đã cũ. Ý là nó đã bị retest. Đây, những cái vùng đã cũ nó đã bị chạm rồi. Và những cái vùng cầu phức này, vùng 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 những cái vùng cung cầu phức này, ý là những cái vùng kế thừa ấy thì nó cũng được tính là những cái vùng yếu. Đó, thì thường khi giá nó quay lại những cái vùng này thì thường nó sẽ có cái khuynh hướng là bị
phá qua nhiều hơn là quay đầu. Ý là nó vẫn quay đầu được nhưng mà tỷ lệ nó không cao bằng những cái vùng mới. Thì ạ. Mà mọi người chơi theo ví dụ là projection đấy, thì khi một đường hỗ trợ kháng cự mà chạm càng nhiều thì nó được coi là càng mạnh đúng không? Nhưng mà về cung cầu ấy, khi một vùng cung cầu được chạm thì nó càng chạm nó càng yếu chứ không phải là mạnh. Như projection mà hỗ trợ kháng cự nó đưa ra được. Đây là cái điểm khác biệt. Một cái là vùng, cái kia là chỉ là một đường thôi, một một mức giá cụ thể thôi. Được chưa? Rồi thì đấy là zone mạnh và zone yếu. Thì cách giao dịch với zone mạnh và zone yếu như thế nào thì chúng ta sẽ có hai trường phái. Một là chúng ta limit luôn, tìm được vùng mạnh, ok limit luôn, limit TBL đặt sẵn xong tắt máy đi ngủ. Hai là chúng ta sẽ đợi xác nhận confirmation. Thì đối với vùng zone mạnh thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp là đặt limit được. Limit hay là gì ấy, người ta sẽ gọi là set and forget. Ý là mình sẽ phân tích ok, mạnh ok, có lệnh xong. Chấm dứt. Đấy, thì cái phương pháp mà dùng set and forget này thì nó chỉ dùng cho những cái vùng zone vùng cung cầu ở trên những cái time frame cao. Dụ ngày, tuần, tháng chẳng hạn. Thì chúng ta khi chúng ta tìm được ở khung cao rồi ấy thì chúng ta sẽ đi xuống khung thấp để tìm những cái vùng zone đẹp để đặt limit, chứ không phải là đặt đặt thẳng limit ở cái vùng zone đấy nhé. Ví dụ mình thấy một cái vùng zone đẹp ở trên khung tuần, ok thì mình có thể làm về khung ngày hoặc là H4 để mình tìm những cái vùng zone nhỏ hơn ở trong cái vùng zone to đấy để mình đặt limit. Được chưa? Còn những cái vùng zone ở khung thấp ấy thì chúng ta cần phải lưu ý tới một số cái là cái vùng đấy nó còn mới hay không, và cái vùng nến RC ấy, tạo ra ấy, nó có lớn gấp 2 lần vùng bay hay không như lúc đầu đã chia sẻ. Và cái nến thoát ra khỏi vùng bay ấy nó có tăng mạnh hay giảm mạnh không, thì chúng ta phải xét thêm mấy cái yếu tố như thế với cái vùng zone yếu. Đấy, và như lúc nãy có chia sẻ cái cách mà đặt SL ấy, là mình sẽ đặt thêm ngoài cái việc là đặt ở mép của vùng zone và cộng với speed thì mình sẽ cộng thêm 30% của cái vùng bay nữa, của cái vùng zone đấy nữa. Đó. Đó là cái kinh nghiệm của mình để tránh stop hunt thôi. Stop hunt thì nó liên quan đến liquidity, thanh khoản. Thì khi mà thị trường muốn sell hay là muốn buy ấy, thì nó phải giết hết những cái bên đối diện đã thì nó mới đi tiếp. Nó dọn sạch đường rồi nó mới đi, đi một mình nó mới có lợi được, chứ nó không muốn là bám theo ăn theo quá nhiều. Được chưa? Đó thì đó là cách một, cách limit set and forget. Còn hai, cách confirmation thì thực ra cái cách này ấy, mình dùng cả cái zone mạnh zone yếu được. Mình muốn ăn chắc thì mình đợi nó xác nhận rồi mình mới vào lệnh. Được chưa? Như thế thì nó sẽ hợp hơn với những cái người mà ngồi phân tích cả ngày được, ý là ngồi chạc liên tục được. Còn người, mỗi người một ngày vào khoảng 3 4 lệnh dài dài gì đó thì chỉ cần là xác định zone mạnh ok xong đặt lệnh rồi tắt máy thôi. Được chưa? Xác nhận là mình sẽ về những khung thời gian nhỏ hơn, mình đợi nó xác nhận một cấu trúc, ví dụ là mình muốn sell đúng không, mình đợi nó giá nó đang ở vùng cung ở trên hấp to rồi, trên trên khung to rồi và mình xem là có lên sell hay không cái lúc này hay không, thì mình sẽ đợi nó, mình sẽ đợi ví dụ nó tạo ra cấu trúc giảm ok thì lúc đấy mình sell. Được chưa? Về cái giao dịch theo cấu trúc ấy thì có thể là sẽ có một buổi khác, có thể là thêm một buổi nữa vì cái đấy nó rất là nhiều, nói ngày hôm nay thì sợ không đủ. Nó sẽ có rất là nhiều, nó tương tự như thế này. Mọi người sẽ được học đến cách giao dịch theo 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 ô ai xóa của mình rồi. Ở đây. SMS. Đấy, thì cái này là gì? Cái này là cấu trúc khi đang trong một cái cấu trúc tăng mà nó tạo ra một cái đỉnh cao hơn ở một cái đỉnh thấp hơn. Và cái đáy này bị phá. Đáy này bị phá thì
nó xác nhận cho cái việc là thị trường đảo chiều. Đến lúc này chúng ta sẽ vào lệnh ở đâu thì chúng ta sẽ có hai cách, một là chúng ta sẽ sell luôn, hai là chúng ta sẽ đợi nó CE, CE về đâu, CE về đây, về trên này để chúng ta sell xuống. Được chưa? Thì cũng tương tự là khi ví dụ đây là một vùng cầu và nó có tính chất là phá đáy, được chưa? Thì chúng ta sẽ đợi nó quay về cái vùng cầu này và sell xuống, đúng không? Đúng sách giáo khoa chưa? Đó. Tương tự đây là SMS xuôi, còn SMS ngược thì tương tự ngược lại. Đó. Cái này ok không ạ? Đó. Cái này là theo cấu trúc ấy, cấu trúc có rất là nhiều chứ không phải đơn giản đâu. Nhiều người cứ không coi cấu trúc thị trường ra cái gì. Nhưng mà đánh thì toàn thua. Đấy, đây là cấu trúc này. Và có những trường hợp mà nó chỉ về đáy cũ rồi thì mình bỏ qua không có Đấy cũ đầy á. lệnh. Vâng. Mình bỏ qua nhưng mình lại bắt lại. Ví dụ ở đây nó lại phá vỡ cấu trúc tiếp, đúng không? Bắt lại đấy. Thì mình lại bắt lại ở đây. Thì mình sẽ có hai cách, một là mình sẽ sell luôn. Hai là mình sẽ limit một lệnh ở trên này nữa. Nó mà khớp lệnh limit ở trên này thì lợi nhuận của mình được nhiều hơn và cái SL của mình ngắn hơn, thế thôi. Sell ngay thì mình mọi người sẽ phải chấp nhận là SL nó xa hơn. Nhưng mà không bị nhỡ kèo. Còn đợi thì có thể nó không về, nó không chạm ở đây thì hụt hẳn. Nhưng mà thị trường nó vẫn còn đấy, nó không bao giờ nó chết nên là không việc gì phải phải tiếc cả. Được chưa? Như hôm qua con vàng nó sập như thế, hôm kia con vàng nó sập như thế. Nhưng mà cũng có bắt đâu, hai lệnh SL rồi thì thôi nghỉ chơi game chứ bắt cái gì nữa. Mặc dù nó sập như thế. Nó lên một cây nó chả một cây thế nhưng mà cũng có tiếc đâu. Thị trường nó vẫn còn mà. Đúng không nào? Hoặc là do tin đấy là sao Đó. nó Đây là không tiếc. Đấy, thì đây, bây giờ nhắc lại cho mọi người một tí về 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 ô. Nhắc lại một tí về về xu hướng. Rồi. Xu hướng thì chúng ta sẽ có ba cái xu hướng là gì? Là uptrend, downtrend và sideways, được chưa? Thì uptrend ấy là gì? Uptrend, ok, giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Ok, thì chúng ta sẽ có uptrend. Như lúc nãy đã chia sẻ, được chưa? Thì uptrend thì nó phá gì? Nó phá vùng cung. Ok, vùng cung mới tạo ra là phá hết vùng cung và vùng cầu thì giữ nguyên. Ok chưa? Đó, ba. Nó sinh ra hai đỉnh. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đỉnh tới trước. Ok. Thì lúc này mình nối hai cái đáy lại với nhau. Ok, mình có một cái chân tăng. Rồi. Thì khi giá nó quay về này. Ví dụ giá nó quay về đây này thì mình có thể là mình setup mình mua lên. Hoặc nó về cái vùng bay này thì mình có thể là mình về đây mình mua lên. Vì nó vẫn chưa phạm vào cấu trúc là bị đâm qua cái đáy này. Nó phá vỡ cái vùng cầu này thì ok, cấu trúc vỡ. Mình sẽ tìm để mình sell xuống. Được chưa? Còn nó mà chưa vỡ thì nó vẫn là một cái cấu trúc tăng. Đúng không? Thì lúc này mình sẽ không vẽ ở cái đáy này nữa mà mình vẽ ở cái đáy này. Nó vẫn là một cấu trúc tăng. Ok chưa ạ? Đó, đấy là cái tăng. Còn cái giảm thì sao? Giảm thì ngược lại thôi. Nó phá vỡ cầu còn cung thì giữ nguyên và chúng ta nối các đỉnh lại với nhau. Được chưa? Rồi, sideways nó là cái trạng thái dừng lại khi mà tiếp tục xu hướng hoặc là đảo chiều xu hướng. Đó, thì cái trạng thái này thường xảy ra khi mà cái đường trendline bị phá hoặc là một cái vùng zone đối diện bị phá thì nó thường xuất hiện những cái vùng sideways như này. Đó, thì như cái hình thái đầu tiên ấy, cái hình thái thị trường ấy là nó mua lên này xong rồi nó gặp bay này. Đánh nhau ở trên này nhưng mà xong rồi thua. Thua xong rồi ta sầm ra xuống thì đây là bay. Đây là một đoạn sideways tương tự như cái kia là quay ngược lại. Quay ngược lại thì đây là bay, được chưa? Và quay ngược tiếp thì đây cũng là bay. Đấy thì đây cũng là bay. Và quay ngược tiếp thì đây cũng là bay. Đây là những cái vùng sideways của nó đánh nhau. Được chưa?
Thường ấy, những cái vùng segue này là những cái vùng nó ngân hàng hay là các quỹ ngân hàng ấy, thì đây là cuộc chơi của ngân hàng mà, mình làm gì có đủ tiền để tạo ra cái này đâu. Một là ngân hàng nó lên đây rồi nó chốt một phần lãi của nó thì nó sẽ dừng lại một tí, sau đó nó lại mua lên thì nó lại bay lên. Được chưa? Đây là cuộc chơi của ngân hàng, và mình sẽ sử dụng những cái phương pháp để mình đi theo dấu chân của nó, để mình đi cùng nó thôi, chứ đừng ai đi cản đầu nó làm gì. Ok chưa? Rồi, và cái phần cuối cùng, cái phần quan trọng là mọi người phải nhớ khi mà mọi người giao dịch theo cung cầu, là cái lến tăng hoặc giảm sau vùng bay ấy, chính là chìa khóa để giao dịch thành công với cái phương pháp này. Thì tại sao mình lại nói cái phần này cuối cùng? Vì đây là cái thứ quan trọng nhất để quyết định đến cái thành công của cái lệnh giao dịch của mọi người. Nó có ok hay không, nó có thành công hay không. Được chưa? Ý là tăng giảm nó có phá vỡ cái thị trường hay không, mà nó có mạnh hay không. Ý là cái momentum ấy, cái lực ấy, nó có mạnh hay không, mà nó có phá vỡ cấu trúc hay không. Đó, nên là mọi người phải nghiền ngẫm, nghiền nát thật kỹ cái cấu trúc thị trường đi. Cấu trúc nó không hề đơn giản đâu, đừng đừng nghĩ đơn giản nó như thế. Cái gì cần đơn giản thì mình đã đơn giản cho mọi người để mọi người có thể là dễ dàng setup giao dịch rồi. Đấy. Còn những thứ nào mà mình cần mọi người nghiêm túc nghiền ngẫm nó thì mọi người hãy nghiêm túc nghiền ngẫm nó. Được chưa? Nó phá thì cũng phải chờ bách test. Đúng, nó phá thì tất nhiên là mình sẽ đợi nó về mà, chứ mình có phải là mình tắt nước theo mưa của nó đâu. Nó sập mạnh thì kệ nó, mình đợi nó quay về để mình giao dịch mà. Thì cung cầu là mình nhìn quá khứ để mình giao dịch trong tương lai, chứ không phải là mình đi theo nó ngay lúc đấy. Được chưa? Đó, đó là về cung cầu, cung bầu cơ bản thì nó sẽ dừng ở đây. Còn thực ra cung cầu nâng cao ấy, nó rất là nhiều, nó nhiều thứ lắm. Mọi người mà học cung cầu nâng cao thì 2 năm chắc gì đã hết, bản thân em cũng chưa hết, chưa học hết cung cầu nâng cao, nó quá là nhiều luôn. Có những cái thuật ngữ mà mọi người cũng chưa nghe thấy bao giờ, cả em cũng chưa nghe thấy bao giờ luôn, đọc mà thấy 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 loạn luôn. Thế bây giờ mình chỉ cần là một nắm vững về cấu trúc thị trường, ok, một ít kiến thức về cung cầu và SMC, Smart Money Concept là ok, thừa chiến rồi, đã đủ kiếm tiền rồi. Như mọi người biết đấy, lão Hạc ở trong nhóm ấy. Đấy, như thế nào thì mọi người biết rồi đấy, đánh như thế nào là mọi người biết rồi đấy, chỉ dùng cấu trúc thị trường và SMC. Được chưa? Từ 16 đô khởi nghiệp đã rút được hơn tỷ, và hôm trước ấy để lại lặp lại 16.000 và đánh lên khoảng không biết là đến bây giờ là tài khoản bao nhiêu rồi, không biết đến 50.000 nữa chưa. Đó, có cái gì cao siêu đâu mà mọi người hỏi cũng đấy. Kèo của em như này, em đánh theo SMC đó, theo cấu trúc thị trường, chỉ cần thế thôi, chỉ cần mọi người nghiền ngẫm kỹ thì cấu trúc thị trường và SMC là xong đó, và một ít kiến thức cung cầu là ok. Và trong cung cầu ấy thì nó lại bao gồm SMC, nói chung là nó sẽ liên quan hết đến nhau. Nên là tại sao mà mình mới chia sẻ cho mọi người cái phương pháp này. Có nhiều người ấy, xin học nhưng mà có học đâu, vào để phá. Vì sao? Vì cái khóa học của này người ta ở ngoài người ta bán 1.000 đô, 2.000 đô, nhưng mà đây team lại mang đi chia sẻ free, thế là người ta ghen ghét. Được chưa? Nếu mà em làm vì tiền ấy, em cứ làm video em bán ấy, xong cần gì phải nói khán cổ này, kèm kèm từng người một, kèm có công đâu, đúng không? Đấy, nên là mọi người chỉ cần là học, rèn và thực hành thì nó mới lên tay được. Chứ còn mọi người cứ nghe video, nghe đến đến 100 lần mà không thực hành thì cũng không làm gì được đâu. Cái chính của mọi người là cần kiên nhẫn,
và hãy đơn giản hóa cái trạc của mình đi, đơn giản hóa cái phân tích của mình lại, không cần phải về 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 vẽ loạn xạ lên làm gì cả, được chưa? Hãy giữ cho cái trạc của mình nó thoáng nhất có thể, nó chỉ cần những cái quan trọng thôi, và cái quan trọng là phải thực hành, được chưa? Như lúc trước ấy, là học xong là mọi người sẽ vẽ trạc rồi gửi lên nhóm, rồi đến 4 giờ chiều là sẽ có sửa bài. Nhưng mà cái phần đấy là ai mà chơi cùng với team ấy thì mới được, mới có, còn không thì học xong 3 buổi là xong thôi. Mọi người thích chơi cùng với team ấy, hay là muốn chơi cùng với em để em kèm hay các thứ ấy, hay là cùng với team, có một team chơi, ý là những người chơi ấy, thì mới là sẽ sang bên Tele cơ. Đấy, cứ mọi người hỏi ra cứ 2 tiếng mà không có đọc tin nhắn là 1.000 tin rồi, 2.000 tin rồi. Mà bên đấy thì toàn người kiểu đã học xong, ok giao dịch, tự giao dịch được rồi, không cần phải xin kèo ai cả. Đấy, như anh Xuân Thanh ở bên đấy anh ấy biết này đó, nên là ai mà thích thích team chơi với team ấy thì mở tài khoản giao dịch cùng với team đó, thì càng ngày còn nhiều kiến thức lắm, nhiều thứ để mọi người học đó. Còn ở đây ấy, là em mình chia sẻ là những cái thứ đơn giản nhất, những cái thứ mà tích góp lại rồi đơn giản nhất để mọi người có thể tự setup được giao dịch rồi. Đấy, khi học xong 3 buổi ấy, mọi người không không thích team, hoặc là bảo là ông này ông ấy chia sẻ mấy cái ba sẹo chả đâu vào với đâu, thì thôi ok mọi người đi chỗ đi nơi khác chơi như nào thì đấy là quyền của mọi người, đúng không? Đó, thì hôm nay cung cầu hôm nay thì có vậy thôi. 10 giờ mọi người có muốn nghe tiếp không? Nghe tiếp thì sẽ nói một ít về SMC. Thì thay thế vào cuộc gọi Đấy, nốt liền này. ở nhiệt độ lại bao nhiêu rồi ạ? Vì vậy mười giờ nó vừa nói đau họng quá rồi. Đây là cung cầu SMC thì nó có cái gì nhỉ? Chào về đây uống bia. Không, xem nào. Hôm nay sẽ chưa nói đến ô order block hay là cái gì vội, mà sẽ nói đến OTE. Cái này mọi người có ai chưa biết sử dụng Fibo không? GP hay là RP, nó bay mà khổ. Có ai chưa biết sử dụng Fibo để làm gì không? Cái Fibo này cũng là quan trọng này, giờ mới nhớ. Đâu rồi, có ai chưa biết sử dụng Fibo không? Biết rồi. Những người còn lại đâu ạ? À? Đâu rồi, chứ em thấy cánh tay của mọi người nào. Anh được dạy rồi. Ok. Anh được dạy rồi, anh trợ giảng cho em phần này phát. Bỏ đi. Anh Xuân Thanh ơi, trợ giảng cho em phần Fibo phát. Đâu rồi, ông ấy đi ngủ rồi. Đang bật nghe điện thoại Rồi. Ô ô. Fibo. Fibo không nói về Fibo thường nhá, mà sẽ nói về Fibo sử dụng trong SMC. Đó. Thì trong SMC ấy, nó có một cái là OTE. Mọi người rất là hay nghe thấy ở trong team. Cái này thì do trước đây là em phổ biến cho mọi người nên là bắt đầu mọi người mới sử dụng. Còn trước đây là sử dụng Fibo thuần chứ không phải là OTE. OTE nó là Optimal Chain Entry. Nó là điểm thoái lui tối ưu, ý là điểm vào lệnh tối ưu ấy.
Ok, điểm vào lệnh tối ưu. Thì mình sử dụng cái này để sử dụng khi nào? Sử dụng khi nào? Khi chúng ta có một con sóng đẩy. Được ạ? Và khi kết thúc con sóng đẩy đấy thì mình sẽ đo và mình sẽ sử dụng cái OTE này. Để làm gì? Để xác định điểm nó thoái lui về để có thể là tiếp tục cái nhịp tăng của nó. Thì OTE ấy, nó khác Fibo thường ở cái con số thôi. Đây, ví dụ đây là một cái Fibo thường. Được chưa? Thì nó bao gồm là 0 này, 1 này, 0236, 0382, 0.5, 0618 và 0.756. Ai học Fibo thì sẽ biết những con số này. Nó là những con số của tự nhiên, trong tự nhiên. Tỷ lệ vàng của vũ trụ, đúng rồi. Đó, như thế. Nhưng mà Fibo OTE ấy, nó sẽ có thay đổi một xíu. Đó là đây. Đã thay đổi một xíu là mình sẽ không dùng cái mốc 0236 và 0382. Mà mình sẽ sử dụng là 0.5. 0.5 là nó quan trọng thứ hai của Fibo rồi. Thì mình giữ lại. Còn đúng ra ấy, là OTE nó chỉ là những cái mốc là 0 là 62%, 70.5% và 79%. Được ạ. Đây thì đây là cái khu vực mà mình sẽ, đây là những cái khu vực mà điểm hồi tối ưu nó có thể về. Được ạ. Để setup được một cái OTE thì mọi người cũng bấm vào cái đặt. Ok chưa? Đây, mọi người sẽ điền như này, sẽ sửa như này. Đấy, sẽ gửi lên nhóm. Okay. Rồi. Đấy thì nó sẽ có những cái mốc bên sau, 0.1 là giữ nguyên này, 0.5 giữ nguyên này. Mình sẽ có là 0.62 tương đương với 62%, 0.705 tương ứng với 70.5% và 0.79 tương ứng với 79%. Ok chưa? Thì đây là những mức OTE, những mức thoái lui tối ưu đâu có thể hồi về. Mình sẽ sử dụng ở đâu? Đây, mình sẽ chỉ trên chart. Ok, đâu rồi, mình bị tăng. Để con khác nha, để con ở UEU gì chẳng hạn. Đây, mọi người nhìn này là mọi người đoán được nó về đến đâu. Cái nhịp này mọi người đoán nó về đến đâu. Đoán thử xem nó về đến đâu. Fibo, Fibo, ý là những cái mốc Fibo ấy. 50 không? 50 chứ, hơn 50 chứ. Đúng không? Rồi, mình sẽ đo thử. Ok. Đó. Thì thường đo Fibo sẽ có hai cách. Một là mọi người đo dâu, lấy cái dâu này để đo. Dạ. Nhưng mà với mình ấy, mình sẽ đo kiểu khác là mình sẽ dùng đóng nến để đo. Đo OTE mình sẽ dùng đóng nến để đo. Tại sao lại dùng đóng nến? Thì mọi người biết đấy là các sàn nó sẽ có những cái thủ thuật khác nhau để làm giá. Nó có thể là nick lên 1, 2 pip hoặc 3 pip. Thế nên là tùy các sàn. Sàn nào cũng thế nhá. Không phải là không có một cái sàn nào mà nó chính xác cả. Thề luôn. Thấy chưa? Thì cái giá đóng cửa ấy, nó là cái giá nó chính xác. Ý là cái tỷ lệ chính xác nó đúng nhất. So với cái việc là dâu, mọi người nhìn dâu rất là khác. Ví dụ là dâu ở sàn FXM, ví dụ con vàng, hoặc là mọi người con vàng của IDC, nó khác nhau hoàn toàn một trời một vực luôn. Đó, nên là mình sẽ dùng cái đong đến để mình vẽ. Và đây mọi người vẽ này, tại sao lại vẽ bằng những cái nhịp tăng mạnh như này? Tăng mạnh nó phải liên quan đến việc là phá vỡ cấu trúc thị trường,
Mọi người mà không nhìn quen pha vỡ cấu trúc thị trường ấy, mọi người có thể là bật cái like chart lên, cái biểu đồ đường thẳng này, để xem đỉnh ở đâu, đáy ở đâu. Đó thì để mọi người xác định. Một cái chen mạnh là một cái chen phá vỡ càng nhiều đỉnh trong quá khứ càng tốt. Được chưa? Được chưa? Khi mọi người xác định được một cái đỉnh rồi. Ok. Bật lại thì mình lại xác định OTE. Và khi kéo ra này mọi người sẽ thấy là mức 0.62%, ok, 70.5 và 70%. Đây là ba cái khu vực mà mình sẽ đặt lệnh limit tại đây. Mình sẽ đặt lệnh limit tại cái vùng này. Mọi người có thể là vào ba lệnh, hoặc mọi người có thể đợi nó về đây và xem nó phản ứng. Ví dụ nó về đây, ok, nó phản ứng rút dâu lên và mọi người thấy cái lịch đẩy thì mọi người có thể là mua lên. Được chưa? Thì thường ấy, những cái vùng này mình sẽ không đợi limit, sẽ không đợi xác nhận, vì khi nó chạm những cái vùng này nó phản ứng nó sẽ rút rất là nhanh. Được chưa? Nên là mình sẽ limit luôn ở những cái vùng này, ba lệnh. Ví dụ nó khớp 0.62 xong nó tăng lên, nó tăng lên nó làm sao? Tăng lên nó phá vỡ cấu trúc thị trường. Ví dụ đây, hoặc là đây đi. Nó phá vỡ cái đỉnh này rồi. Phá vỡ cái cấu trúc này rồi. Yeah. Thì mình sẽ hủy hai cái lệnh dưới này. Yeah. Còn nếu nó chưa phá mà nó xuống, nó khớp sau nó lại lên thì cái mà dịch L ấy, thì để siêu nữa, siêu nữa. Đó. Thì khi nó cứ phá vỡ cái cấu trúc thị trường nó là nó thể hiện ở một cái cấu trúc thị trường tăng rồi, thì hai cái lệnh dưới là mình có thể là xóa đi, hoặc là mọi người cứ để khi nào khi cái nhịp tăng này nó tăng nó đạt đủ cái target của mọi người rồi thì mọi người nghỉ, mọi người dừng, thì lúc đấy mình mới xóa lệnh dưới. Được chưa? Như cái trường hợp này đấy thì mình TB ở đâu? TB ở đây, mình nhìn thấy một cái order block ở đây. Nếu mà cái vùng này nó to quá thì mọi người sẽ zoom về những cái khung nhỏ hơn để xem cái vùng này nó có thu nhỏ được không. Nếu mà thu nhỏ được thì TB của mọi người sẽ được một ít nữa. Được. Thường ấy có nhiều người thì TB mọi người sẽ có nhiều cách để, ví dụ là tận trên đỉnh đi cơ, không phải là đỉnh mà là đóng đến ở cây tăng này đó, hoặc là đỉnh trên này, hoặc là đỉnh trên này, đây là tùy mọi người nhé. Còn em thì em thường em sẽ để ở đây, ở cái vùng này, cái vùng OB em lấy ấy, lấy để sell thì không nói nhé, thì sell sẽ sell ở dưới dâu, còn để mà TB gọi là cái vùng OB đối diện đấy chỉ để ở vùng mở lên của cái cây xanh này thôi. Được. Thì mình đã có cái kèo này là 46 pip. Được. Đó. Đó là cái sức mạnh của OTE. Được. Ra sẽ tìm một cái khác. Cho anh hỏi chuyện này. Ok. Nếu mà nhìn như thế này nó vẫn thể về test cái vai trái của quý em ở phía dưới này đấy. Nếu mà thế thu qua cả ba thì phần đấy. Cái gì cái... cũng có thể xảy ra. Cái gì vai trái anh? Cái vai trái của Quasimodo ở bên này mà. À không không, cái này Quasimodo nó là một cái khác. Còn cái này là em không giao dịch bằng Quasimodo. Thực ra Quasimodo ở cái trường hợp này ấy, nó không chạm, không tới. Quasimodo thì cái QML ấy, nó phải test xuống cái vai này đúng không? Vai thấp hơn nữa ở dưới này. Không, vai thấp hơn. QML ấy, nó là như thế này. QML chúng ta sẽ có một cái đấy, ví dụ QML tăng nhá. Chúng ta sẽ có một nhịp tăng lên. Rồi xuống nó tạo đỉnh cao hơn, xuống đáy thấp hơn và nó lên nó test một lần, nó tạo ra một cái MPL MPL đúng không, rồi nó lại giảm xuống và cái nhịp tiếp theo nó tạo ra một cái từ đấu giá này,
FTR thì lúc này nó mới xuống. Thì khi thế này mình sẽ bắt limit sau. Mình sẽ bắt limit tại cái vùng đây. Mình sẽ bắt limit tại cái vùng này. Khi nó quay về. Đây là cấu trúc của QML. Đúng không anh? Ừ, thì anh đang bảo nó phải test cái vai trái mà chính là cái bên bên này này. Nếu cái đầu gần. Nếu mà nó test cái vai trái trong trường hợp kia thì nó cũng chạm N93 ở 79 rồi. Đâu nó vượt quá cái vai trái ở dưới này, anh đang tính cái vai trái là cái ở dưới này, dưới chứ không phải 079 đây à? Không đây à? Cái đấy thấp nhất, em nhìn cái đấy thấp nhất đi đây, rồi lên trên trái một tí chỗ hai cái dâu à, đây đó. Đây đúng không? Anh đang nghĩ đấy là cái vai trái của nó ở đấy. Không đúng không, QML nó là một dạng nó giống như vai đầu vai nhưng mà nó không phải vai đầu vai. Vai đầu đúng vai rồi. Thì mình sẽ giao dịch theo cái đường leg line ấy. Ừ. Còn đây là QML là mình sẽ cấu trúc là đỉnh cao hơn và tạo ra một cái đáy thấp hơn. Cái đáy thấp hơn đó. QML thì nó liên quan đến cung cầu, nó ở trong cung cầu. Cái đấy thì mọi người sẽ được học nâng cao ở trong khi mọi người tham gia vào team thì mọi người sẽ được học thêm cái đấy. Nó rất là nhiều cấu trúc, không chỉ là mỗi QML đâu, nó rất là nhiều. Nó có SDR rồi SGB, nhiều thứ lắm. Những cái đấy hầu như là mọi người có ai nghe thấy những cái thuật ngữ như thế không? Rồi là DB rồi là SGB, nhiều lắm. Đó. Đấy, cái này nó chỉ là một phần thôi. Phần đây ấy, là dùng thuần SMC, là không dùng QML hay cái gì cả. SMC là order block, là invalid để xác nhận, và OTE để bắt điểm hồi. Đó, chỉ vậy thôi. Đó. OTE đó. Cách sử dụng của OTE là như vậy. Mình sẽ đợi một cái nhịp tăng hoặc là một nhịp giảm mạnh phá vỡ quy luật thị trường và bắt tại những cái vùng nó hồi về. Chẳng hạn như đây. Lấy vun thôi lui về quá là nhiều, khá nhiều. Đo thử ra. Đợi kèo này đây, nó lên đầu tiên nó chạm vùng 62% và nó sập một cây làm giá 25 pip, được chưa? Rồi xuống. Vì sao cái vùng này em lại không bảo là nó mạnh? Vì trong cái nhịp sập xuống nó rất là nhiều những cái đợt đẩy lên, nó khác hoàn toàn với cái nhịp này. Tăng này nó tăng rất là mạnh, tăng rất là thẳng, một tê góc rất là lớn. Ở đây thì nó lại vòng lên, nó hồi một nhịp rồi. Nó lên, nó thoái lui về rồi. Nó lại xuống, thì trong cái nhịp xuống này nó bị bên bên vai mua lên rất là nhiều. Nhưng mà đến đây là cạn nực rồi thì nó mới xuống. Đây là một cái quyết định này. Sell link climax hay sao ấy. Quyết định để skin hết những cái đội SL ở dưới này. Thì thường mọi người đánh, ví dụ đây là một cái supply, là một cái demand. Đó. Ví dụ như đây một cái demand thì thường mọi người buy lên ấy sẽ SL ở dưới này, thì cái cây này nó chứng tỏ ra một cái việc là này có SL bằng rời ta cũng giết hết đó, nên là cần phải xác định được đâu là những cái nhịp bay mạnh để mình có thể là set up được OTE, được chưa? Đây đo thử cái đoạn này xem nó lên đến đâu. Đoạn này thì thủng rồi, đến 79% thì nó thoái lui xuống một xíu. Và khi mọi người giao dịch với OTE này thì thường ấy, như Ly chia sẻ cho mọi người đấy, đâu rồi các bạn, tôi tắt cho đi.
như Ly chia sẻ với mọi người là mọi người sẽ đặt L ở vùng 85% hoặc 90% đúng không? Nhưng mà với em ấy, với mình ấy, thì L sẽ đặt ở mức 100%. Không cần cộng thêm speed, để ở đúng mức 100% thôi. Chạm bỏ. Được chưa? Thì đồng nghĩa với việc là SL của mọi người sẽ xa hơn một tí. Nếu mà 80% nó khoảng này, khoảng 90% đi, nó khoảng này, thì nó rơi vào 27 pip. Đấy, thì mình đặt quá lên 100 thì nó chỉ nó tăng lên khoảng 7, 8, 9 pip nữa. Khoảng 8, 9 pip nữa. Được chưa? Nhưng mà nó sẽ tăng cái độ an toàn lên cho mình. Yeah. Ví dụ ở đây mà để khoảng 80% 80.85 đây, 80% vẫn chết. Yeah. 90% phát này vẫn chết. Đó. Nên là cái dùng OTE này, cách đặt L này là mỗi người sẽ có một cách. Còn với em ấy là em đặt ở 100%. Tỷ lệ nó cao hơn. Đó. RR nó giảm xuống nhưng mà cái kèo của mình đỡ chết hơn. Mọi người đừng cố là học một phương pháp để kiếm RR gọi là 1 trên 100 hoặc 1 trên 200. Không cần, chỉ cần mọi người kiếm được ok 3R, 5R cao thì 10R là ok rồi, chứ cần gì phải 100R làm gì, đúng không? Cái việc mà bóp SL ấy, cái việc mà bóp SL như anh Xuân Anh anh ấy hay bóp ấy là bị hụt kèo rất là nhiều. Nên là khi mọi người mà chưa chắc được cái gì ấy thì tốt nhất là cứ vùng nào đẹp là mình sẽ dừng lại, mình sẽ không bóp nữa, đẹp rồi là thôi. Còn vùng là nó to quá hoặc là dâu nó quét xuống nhiều quá thì mọi người mới zoom về nó không nhỏ hơn để xem. Được chưa? Đoạn nào không tạo được BMS đấy? Này có BMS rồi này. Ý anh cái nhịp sọc của cái khúc đó xuống mà nó không tạo được cái bi mét lớn á, nó phải phá được luôn cái đáy bên bên trái nữa kìa. Thì nó mới mạnh. Đúng rồi. Thì nó phá đây thì nó làm gì nữa, thì nó lại đảo cấu trúc thành giảm rồi. Đó. OTE nó có cách sử dụng của nó như thế, nhưng mà cách SL thì mỗi người sẽ có một cái để quản lý cái rủi ro của mình khác nhau. Đây là do mọi người nhá. Còn không phải em nhá, đừng đến lúc ấy bảo là do ông Paul mới chia sẻ SL chỉ ở 80 thôi, nên là nó cứ chạm 80 rồi nó quay đầu thì không phải nhá. Đấy. Nên là mọi người phải SL, nói chung mọi người để đâu thì để, ok để 100 được, để 90 được, nhưng mà phải để SL. SL là cái mà để cứu mọi người, cái phao cứu mọi người cuối cùng. Mất một lệnh ok, mất hai lệnh, ba lệnh mình có thể làm lại được. Chứ còn bây giờ cứ thả, ok có trường hợp thả nó về, mọi người thả SL nó về, ok nó về, xong là nó sẽ ăn vào cái tâm trí của mọi người ấy, là sau này tao chơi là tao cứ thả thôi, vì tao nhiều tiền mà, sau này thị trường nó, ví dụ tiền tệ thì nó đi ngang thì kiểu gì nó trở về, đi sớm đi muộn nó trở về. Đấy, một thằng em của em trước em biết đấy, mẹ sell GCSF 11 tháng không về. Rồi tiền đâu gồng, tiền phí qua đêm, phí cho sàn hết à. Nên là bị SL thì kiếm lại, còn không để SL thì chịu thôi. Thị trường nó độ cho lúc nào thì nó độ thôi, còn không biết đâu một lần được, đúng không? Thị trường nó vẫn chạy, ngày nào nó cũng chạy, một ngày một tuần nó chạy 5 ngày. Ai đánh BTC nữa thì nó chạy 24/7. Nên là lúc nào cũng có kèo cho mọi người. Đấy, đánh thì SL vô. SL đến mức 100 là kịch kim rồi đấy. Đánh theo OTE mà SL ở đáy cũ này là kịch kim rồi đấy.
Còn không thì mọi người nhìn đấy, ở đây ví dụ nó có xem nào, nhìn nó có OB hay không, nó có vùng cầu hay không. Ví dụ nó có vùng cầu thì đặt SL ở vùng cầu, không thì OB thì đặt SL OB, thế thôi. Cái cây pin ba kia có được tính là OB không? Không anh, nó Đồ quét, đỏ ấy. nó quét xuống rồi. Không, cái này á. Ừ, đúng rồi. Không không, Hình như là nó đang không vượt qua cái đấy sao ạ? những cái cây mà những cái cây kiểu như doji hay là những cái cây kiểu kiểu như này này, mình sẽ tạm thời mình cứ khoanh nó lại. Ok, nếu mà mình nghi ngờ mình khoanh nó lại rồi, sau đấy thì mình về mình xem những khung nhỏ hơn xem nó là cái gì, xem cái cây nó là cái gì. Chứ thế này thì mình coi nó là một OB được, nhưng mà OB này ok, nó có tính chất phá đỉnh, phá cấu trúc. Ok, có nó phá. Mình có thể là sử dụng cái OB này để bay lên, nhưng mà SL thì không thể để dưới OB được. Tại sao? Ở đây này, một cây doji, một cây giống như một cây con xoay, nhưng mà đây doji hơn, làm giá và dâu nó quét xuống như thế này rồi, thì khi mình zoom về những khung nhỏ hơn ấy, thì cái dâu này nó còn rất là nhiều thứ ở trong này, có thể là có vùng cầu nhỏ, có thể là vùng OB nhỏ ở trong này. Thì để SL an toàn ấy, để giao dịch theo cái OB này mà để SL an toàn thì phải kéo hết cái dâu dưới này thì mới an toàn được để giao dịch đó. Dạ, còn thực ra cái kiểu này, để xem nào, vừa là M30 đúng không, OB OB này, nếu mà không kéo dâu thì kiểu này bị SL rồi đấy. Trong cung cầu những hôm trước em chia sẻ với mọi người đấy, là ví dụ những cái vùng vùng cung hoặc vùng cầu nó sát nhau ấy, nó sát nhau ấy. Đây. Không không, ví dụ như này, nó sinh ra ba cái vùng cầu của mình như này, ba cái vùng cung mà nó lại sát nhau này, ý là cái khoảng cách của nó ấy, nó cách nhau rất là ngắn thôi, nó chỉ cách nhau vài pip thôi. Đó, thì mình sẽ lấy cái gì? Ok, đến cái vùng này là nó mới phá vỡ cấu trúc mạnh đúng không? Phá vỡ cấu trúc định trường mạnh, thì mình sẽ bao hết cả cái vùng này, mình sẽ lấy tất ba cái vùng này để làm gì? Để tránh stop hăng. Và tại tại sao lại lấy như này, thì mọi người biết đấy, ngân hàng ấy họ vào một cái số lót rất là lớn, mà vào lót lớn thì thị trường không thể khớp hết một lần được, nó sẽ giải ra. Ví dụ đây một cái lến, ok đây hai cây, thì nó sẽ giải cái khối lượng của nó ra trong những cái cây nến như này. Ví dụ là đây 2.000 lót thì nó vào ở đây ví dụ là 1.000 đấy, xong là 500, xong là 500, chứ không thể vào một cây này là 1.000 được, nên là nó sẽ tạo ra những cái đỉnh gần cái mức giá đầu tiên nó tham gia vào, để làm gì? Để nó dễ quản lý cái lệnh của nó hơn, được chưa? Để nó dễ quản lý cái khu vực vào lệnh của nó hơn đó. Mình có thể là ok, mình có thể là giao dịch ở cái vùng này, mình đặt limit tại đây, nhưng mà SL của mình là phải trên cái vùng đầu tiên này thì nó mới an toàn được. Hoặc là mọi người đợi nó lên cái vùng trên này rồi treo xuống, hoặc là không limit mà mình sẽ đợi confirmation, ý là lên đây rồi, có thể là nó phá vỡ giá, ok đợi kệ mày, mày lên đây nó bay lên. Có thể là ở đây mọi người đặt một lệnh SL rồi, ok đợi thêm, đợi lên cái vùng trên này nó mà tạo cấu trúc giảm là xoạt xoạt xuống, chứ còn đợi gì nữa. Thì đây là cái lý do tại sao mà có nhiều kèo ấy, có nhiều kèo mọi người giao dịch theo cung cầu ấy, nó chưa chạm đến vùng cung cầu của mình mà nó đã xuống rồi, được chưa? Thì đấy là cái lý do tại sao mà lại sinh ra cái vùng như này, lại chọn cái vùng như này. Để xem nào, trước em có tìm một cái ví dụ của cái lớp trước, cho cái lớp trước rồi,
không biết nó ở đâu, vì nó xa lắm, tìm mà nó lâu á. Hoặc là mọi người giao dịch theo cung cầu ấy, mặc dù nó mạnh mà tại sao nó vẫn bị L, đấy là cái lý do là mình phải quan tâm đến những cái mức đỉnh gần nhau, hoặc là những cái mức đáy nó tạo ra sát nhau thì mình sẽ lưu ý những cái vùng đấy. Hơi khó kiếm. Hơi khó kiếm. Thôi đi, bỏ. Nó mọi người cứ nhớ em cái đấy. Được chưa? Rồi. Rồi cái OTE có ai hỏi gì không? Chúng ta lại mất một người rồi. Trang thoát rồi. Có ai hỏi gì về OTE không? Ok. Rồi. Còn cái Fibo thường ấy thì mọi người dùng ấy là chỉ để kiểm tra hỗ trợ kháng cự. Được chưa? Thì nó sẽ có hai dạng, một cái là cái Fibo như này. Đấy. Một cái là Fibo thuần như này. Đấy. Hai nữa là một cái kênh Fibo. Đây. Cũng vào đây chọn. Đấy, kênh Fibo này, ok. Kênh Fibo đấy, kênh là mình sẽ chọn hai điểm. Ví dụ trên tăng thì mình sẽ chọn là hai cái đáy trước, ok, rồi mình kéo lên, kéo điểm thứ ba là kéo lên đỉnh. Thì nó sinh ra mình nhầm một cái kênh Fibo. Ok, nó sẽ sinh ra một cái kênh Fibo này. Thì kênh Fibo chúng ta sẽ sử dụng trong những cái trường hợp là chúng ta sử dụng trong kênh song song, những cái kênh song song thì mình sẽ sử dụng cái kênh Fibo này, thì mình sẽ xem là những cái mốc Fibo này giá nó phản ứng trong quá khứ là nó phản ứng như thế nào với những cái điểm này. Những cái điểm nó phản ứng càng nhiều càng mạnh thì cái vùng ấy trong tương lai càng có giá trị là giao dịch đó. Như trường hợp này ví dụ là con Uzi này nó đang đi trong một cái sideway đúng không, chẳng hạn như thế. Ok, mình sẽ sử dụng kênh Vivo. Kênh Vivo, kênh Vivo, ok. Kéo lên đỉnh. Cao nhất. Để mà vẽ chính xác thì mọi người bật vào cái 500 này này. Thì mọi người khi mọi người di con chuột đến đâu thì nó sẽ tự bắt cái điểm cao nhất, thấp nhất của mình. Đó. Ví dụ như đây. Đây xem đúng chưa nào. Ok. Đó. Đấy, thì để dễ hơn ấy thì mọi người bấm vào cài đặt. Mọi người sẽ có là kéo dài bên trái và bên phải. Ok, mình sẽ bỏ hình đèn đi. Đấy, thì nó sẽ có một cái kênh Fibo như này. Đấy, thì mình sẽ xem là những cái mốc Fibo mà giá nó đã phản ứng trong quá khứ nó có quan trọng hay không. Được. Như đây mình thấy mốc mốc 0.5. Được chưa? Ok. Nó chạm ở đây, phản ứng xuống đến 382 và lại bay lên. Đến đây chạm 0.5 lại bay lên. Được chưa? Đến đây chạm 0.5 bật xuống và tiếp tục như thế. Thì đây, ví dụ như 618 như 382. Ok chưa? Đây là khung tuần, đến khung tháng và khung ngày nó sẽ mình có thể là mình chia nhỏ những cái khung người ta. Ví dụ đây là một cái khoảng mà mình đang quan tâm là khoảng 0.5 đến 0.618 thì mình có thể là dùng kênh Vivo, mình sẽ chia nhỏ cái kênh này ra để xem những cái mức giá tiếp theo nó làm cái gì, và về những khung thời gian nhỏ hơn ví dụ khung ngày để xem nó làm cái gì ở đây. Và trong khung ngày thì những cái mốc Vivo mình mới kéo đấy thì cái mốc nào là mốc
quan trọng. Đó, đây là cách để dùng Fibo. Fibo chỉ để xác nhận là cái mốc hỗ trợ kháng cự nào nó mạnh. Được chưa? Chết. Đây. Mình đã chia nhỏ cái khung này ra. Để mà đúng hơn ấy, thì mọi người có thể vào cài đặt, mọi người có thể sửa cái số này, tọa độ này, sửa cho nó chính xác này, thì nó sẽ được. Đấy, ví dụ là 266 hay 265 chẳng hạn như thế. Đấy. Thì mọi người sẽ gióng sang là cái mốc nào ở đây 0.5 nó lại phản ứng rất là mạnh ở đây 0.5. Được chưa? Đấy, thì tương lai của mình ấy, ở đây là mình đã xem nó đóng nến ở đâu, nó có đóng nến qua 0236 hay không. Yeah. Đây cái mốc 0382 nó cũng có phản ứng này. Đó. Thì mục tiêu của mình ấy, ví dụ con Uzi nó lên thì nó có thể lên đâu. TB đầu tiên là mình sẽ đợi đến 0382, tiếp theo là 0.5. Yeah. Và đây nó giống như một cái, nó vẫn đang trong một cái chân tăng đó, chưa có dấu hiệu giảm. Đấy, Fibo để mình, Fibo thường để mình xác định là những cái điểm nào nó có thể đảo chiều để mình xác định được cái dài hạn nó sẽ đi đến đâu, nó về đến đâu. Ai mà học được sóng rồi ấy, thì có thể áp dụng sóng vào để đo, để biết được nó đang ở con sóng nào, sóng 2, sóng 3, để mình có cái phương án giao dịch. Ok chưa? Đó. Thôi buổi hôm nay thì sẽ dừng ở đây. Đó. Hôm sau chúng ta sẽ sang đến SMC. Nếu mà nhanh thì sẽ học luôn cả setup giao dịch. Còn nếu mà không kịp thì giao dịch sẽ thêm một hôm nữa. Rồi ok. Rồi cảm ơn mọi người đã nghe buổi tối hôm nay. Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn mọi người. Mình sẽ dừng chia sẻ ở đây và sẽ up lên YouTube. Ai muốn xem lại thì xem. Đó. Ok mọi người. Rồi bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Mọi người có câu hỏi gì cứ nhắn trên nhóm. Được chưa? Ok, bye bye mọi người. Bye bye. Ok.